quay trong thời <laughs> gian không phải đang nhóm tiếng khóc vật vả đời con của mẹ nữ sinh bị chôn trong vườn chuối và xác nhận có con chung. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Thật xót xa khi nuôi con 15 năm chưa được đền ơn mà con đã bị sát hại giả mang. Trả lại con tôi đây là tiếng khóc bất lực của người mẹ chứng kiến con gái nằm lạnh lẽo dưới ba tất đất. Chiếc quan tài màu vàng được khiêng đi trong đêm chính là chiếc giường êm ái cuối cùng dành cho đứa con xấu số. Người mẹ nạn nhân không thể đứng vững, ngồi sụp xuống lề đường, gào khóc, khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng. Tiếng khóc chát chúa của người mẹ Sinh con ra, ai chẳng mong muốn con mình trở thành người tốt, sau này báo hiếu bố mẹ. Nhưng trong vụ án này, bố mẹ của Nguyễn Thùy Dương lại chẳng có được. Trả lại con tôi đây, một tuần nay rồi, con chết khổ quá con ơi. Nó bảo là nó đi đón con mà nó lại giết con à? Dương ơi, Dương ơi là Dương, con ơi là con. Tiếng gào khóc thảm thiết hoảng loạn đau đớn của mẹ nạn nhân khi chứng kiến lực lượng chức năng đưa nạn nhân từ trong vườn chuối ra ngoài lề đường, làm thủ tục khâm liệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Người mẹ không thể đứng vững ngồi sụp xuống lệ đường, gào khóc liên hồi khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng thương cảm. Tất cả đều bàn hoàng xót xa bởi vụ án mạng đau lòng xảy ra tại vùng quê bao năm yên bình. Theo lời kể của một số người dân gần hiện trường, nạn nhân được xác định tên thật Nguyễn Thị Dương, sinh năm 2009, quê quán Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng có mối quan hệ tình cảm với nghi phạm Lê Phong Toàn, sinh năm 2009, trú thôn Lê Xá, cùng xã An Hồng, huyện An Dương. Khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 4, thứ bảy tuần trước, Toàn đến nhà đón nạn nhân lên nhà bà ngoại của Toàn, Toàn sống cùng bà ngoại ở thôn Lê Xá, xã An Hồng chơi. Cũng kể từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với nạn nhân. Thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về, bố mẹ nạn nhân đã tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhiều ngày sau đó, gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Trưa 19 tháng 4, bố nạn nhân đến tận trường nghi phạm Lê Phong Toàn đang học để tra hỏi thì Toàn mới khai đã sát hại nạn nhân. Trước đó, bố nạn nhân cũng như cơ quan chức năng từng gọi hỏi nhưng Toàn nói không biết ngay sau đó sự việc được cấp báo cho cơ quan chức năng địa phương qua công tác đấu tranh của cơ quan công an Lê Phong Toàn ban đầu lì lợm không nói năng gì sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ sử dụng đoạn tâm lý toàn đã khai nhận thời gian gần đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân Chiều 12 tháng4 vừa qua sau khi toàn sang nhà đón nạn nhân về nhà bà ngoại chơi hai người xảy ra mâu thuẫn nên toàn đã ra tay sát hại nạn nhân. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện và những ngày gần đây, Lê Phong Toàn có những biểu hiện bất thường. Cùng với đó, tại khoảng đất trống trong vườn nhà bà Hoàng Thị Hát xuất hiện một gò đất, nhiều biểu hiện nghi vấn. Để tránh bị phát giác, Toàn lấy bao dứa, trùm nửa phần trên nạn nhân rồi mang sang vườn chuối nhà bà ngoại đào hố rồi chôn nạn nhân xuống lấp một lớp đất mỏng nhằm phi tan. Tại đây, thành ủ đất cao. Cũng theo lời kể của người dân địa phương, Lê Phong Toàn được sinh ra trong trại giam bởi mẹ Toàn và bố từng đi tù. Tuy vậy, người đàn ông đó không có đăng ký kết hôn và cũng không nhận Toàn làm con, nên từ trước đến nay Toàn sống chung với bà ngoại. Theo người dân sống trong khu vực, Lê Phong Toàn và cháu Nguyễn Thùy Dương có quan hệ tình cảm, khiến cháu Dương có thai và sinh con được 5 tháng. Đây có thể là nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Xác nhận thông tin trên, đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng cho biết, giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã có con chung với nhau, cháu bé đã được sinh ra mấy tháng và đang ở với bà ngoại của Lê Phong Toàn. Thông tin này được đưa ra trong sự bàn hoàng của bà con và rất nhiều người đã bày tỏ xót thương cho nạn nhân xấu số. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Hồng Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, đến rạng sáng 20 tháng 4 năm 2024, cơ quan chức năng đã hoàn tất pháp y và bàn giao nạn nhân cho gia đình. Hiện các cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác của nghi phạm và những người có liên quan, trong đó sẽ làm rõ có hay không hành vi không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm. Vụ án này làm chúng tôi nhớ đến câu chuyện kinh hoàng của gã tuổi tin nhẫn tâm, phủi bay trách nhiệm, thậm chí đẩy người yêu xuống giếng để trừ khử mầm mống sau ân ái. Gã tuổi tin có cái tên cực lạ nhẫn tâm đẩy người yêu xuống giếng khi vừa làm xong chuyện ấy. Sau 13 năm gây án, hung thủ vẫn đang thụ lý trong trại giam vì tội ác của mình. Nhưng những di chứng và nội ám ảnh do gã đã gây ra cho cô bạn gái vẫn không thể xóa nhòa sau gần ấy năm. Trong video này, chúng tôi xin phép được thay tên nhân vật để tôn trọng cuộc sống của những người nhà nạn nhân và người nhà hung thủ. PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Vì vậy, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Ngày đi chơi định mệnh Ở tuổi xuân phơi phới cũng như bao cô gái khác, cô công nhân may Nguyễn Thị Hương đều xa vào lưới tỉnh. Vào tháng 2 năm 2011, khi tới nhà một người bạn trong thôn ở xã Lộc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội chơi, Hương quen một chàng trai thanh niên trẻ mặt mày sáng láng ăn nói có duyên. Người thanh niên này cũng có cảm tình với chị Hương, nên nói dối bản thân sinh năm 1991 để không bị chê là trẻ con, nhưng thực chất hắn sinh năm 1994, kém người yêu 3 tuổi. Gã chính là Vẫn Anh Hoài, Nhờ vẻ ngoài điển trai ăn nói khéo léo, Hoài nhanh chóng cuốn hút Hương. Sau lần gặp gỡ này, hai người chủ động cho nhau số điện thoại để liên lạc và nhanh chóng hẹn hò. Dù mới 17 tuổi nhưng Hoài ăn nói rất khéo léo, khiến cô bạn gái hơn 3 tuổi ngây ngất trong men tình. Do không có việc làm ổn định, Hoài có thu nhập bấp bênh. Chính vì thế khi đang đắm chìm trong tình yêu đẹp, Hoài được bác trai cho biết mẹ ốm phải mổ ở bệnh viện bên Trung Quốc, vì thương mẹ lại muốn có tiền sang đó thăm mẹ. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu. Hoài lên kế hoạch dụ dỗ người yêu để mượn xe, đem bán lấy tiền. Tuy nhiên kế hoạch mượn xe bạn gái không suôn sẻ như dự định. Hoài bèn tìm mọi âm mưu, nghĩ đủ kế để lấy cho bằng được. Kể cả việc phải ra tay sát hại bạn gái nhằm mục đích cướp xe đem bán lấy tiền. Vào ngày định mệnh 16 tháng 4 năm 2011, Hoài gọi điện bảo Hương đi xe máy đến cây xăng xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội đón mình. Sau khi gặp nhau, Hoài chở Hương đến công ty may để Hương đi làm và ngỏ ý muốn mượn xe để đi thăm bạn bị gãy chân. Hương không đồng ý để Hoài đi một mình, mà bảo muốn đi cùng nên Hoài đã phải đồng ý. Cô công nhân 20 tuổi không hề biết rằng, chính lời đề nghị của mình đã suýt đẩy cô và con đường gặp tử thần. Vừa đưa bạn gái đi chơi, Hoài không ngừng nghĩ ra cách để chiếm đoạt chiếc xe máy bằng được. Gã chở bạn gái đến khu vực đảo vải thuộc xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội để chơi. Tại đây sợ mải chơi với người yêu sẽ không nghĩ ra được kế hoạch gì nên trong lúc đang dạo chơi vui vẻ. Hoài bỗng làm ra vẻ hốt hoảng nói là bị mất chìa khóa xe máy nên bảo Hương ngồi lại một mình còn mình giả vờ đi tìm. Lang thang một lúc cho nhìn thấy một cái giếng hoang khá sâu và không có nước. Hoài này sinh ra ý định sẽ đẩy Hương xuống giếng rồi cướp chiếc xe máy. Ngay sau đó gã dựng lên màn kịch, tâm sự tình cảm và đòi làm chuyện ấy. Sau cuộc ân ái, Hoài vừa tỏ vẻ hạnh phúc, nắm tay Hương đi bộ vào rừng, nơi có cái giếng hoang để thực hiện kế hoạch, nhờ để chứng tỏ với người tình biết cơn hưng phấn sau cuộc tình ái vẫn còn, hoa nhiều lần bế thốc hương lên trên miệng giếng và hôn bạn gái say đắm. trong khi Hương ngất ngây với hạnh phúc thì Hoài lại có mưu đồ khác trong đầu gã này ra ý định ném Hương xuống giếng trong lúc cô vẫn còn sống nhưng vẫn băn khoăn vì sợ đẩy bạn gái xuống. Hương không tử vong sẽ gọi điện cho gia đình kêu cứu. Sau vài lần bế bồng bạn gái để tìm cơ hội lấy điện thoại. Hoài đã lấy được chiếc điện thoại của Hương, vứt ra cạnh giếng. Trong lúc Hương vẫn đang lâng lâng trong hạnh phúc, Hoài bất ngờ đẩy Hương xuống giếng cạn. Nhìn từ trên xuống, gã thấy người yêu nằm bất động, nghĩ Hương đã tử vong. Hoài bèn lấy mũ bảo hiểm cùng đôi giày của Hương ném xuống giếng rồi lấy chiếc điện thoại cùng xe máy của cô đem đi cầm cố cho đối tượng Bùi Văn Đức sinh năm 1975 ở cụm 3 xã Thọ Lộc huyện Phúc Thọ lấy 2 triệu đồng. Nạn nhân được xác định có lý lịch như sau: tên thật Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1991, quê quán xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nghề nghiệp công nhân may. Sống sót sau hơn 30 tiếng dưới giếng. Sau một ngày không thấy con gái về nhà, ông Nguyễn Văn Minh bố chị Hương đã đi tìm Hoài để hỏi thăm nhưng Hoài nói không biết Hương đi đâu. Trước thái độ đáng nghi của Hoài, ông đã nhất quyết đưa Hoài đến công an xã làm việc cho già nhẹ Khoảng 13 giờ chiều ngày 17 tháng 4, Công an thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của gia đình ông Minh về việc con gái là chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1991 là công nhân công ty cổ phần May Sơn Hà, đi từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2011 không thấy về. Theo trình báo của bố chị Hương, gia đình biết việc con gái có quen biết đi lại với một người thanh niên ở huyện Phúc Thọ. Người thanh niên này giới thiệu với gia đình và chị Hương tên Việt, nhưng tên thật của đối tượng là Vẫn Anh Hoài. Do thấy Việt không sống cùng với cha mẹ lại không có công ăn việc làm nên nay đây mai đó gia đình ông Minh không đồng ý cho con gái quả lại với gã nhưng chị Hương không nghe lời sáng 16 tháng 4 gia đình thấy chị Hương dậy sớm dắt xe máy đi khỏi nhà nhưng đến gần 20 giờ vẫn chưa về điện thoại cũng không liên lạc được cả nhà bùa đi tìm khắp nơi hỏi bạn bè người thân đều không thấy sau khi tìm được Việt gia đình chị Hương mới biết vào sáng ngày 16 tháng 4 thanh niên này cũng dậy rồi đi ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng Trưa hôm đó, Việt điều khiển một chiếc xe ga trở về nhà, nhưng đến chiều lại đi bộ và xin phép sang nhà người thân ở gần đó tá túc. Từ những thông tin đó, gia đình ông Minh đã tới cơ quan công an trình báo. Qua xác minh, công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ thanh niên tên Việt chính là Vận Anh Hoài. Đối tượng Hoài nhanh chóng được triệu tập về trụ sở cảnh sát làm rõ. Lý lịch về ông thủ, tên thật Vẫn Anh Hoài, sinh năm 1994, quê quán xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Hoài một mực phủ nhận việc liên quan đến sự mất tích của chị Hương. Ban đầu Hoài khai chỉ quen chị Hương nhưng không đi cùng. Sau đó hắn lại thay đổi lời khai nói đi cùng Hương lên Sơn Tây. Nhưng sau đó chia tay nên không biết thông tin gì. Sau một hồi vòng vo nói dối để chối tội, vẫn anh Hoài buộc phải cúi đầu nhận tội và chỉ ra nơi ra tay với chị Hương. Ngày 27 tháng 4, công an thị xã Sơn Tây đã dẫn giải Hoài đến hiện trường gây án. Hiện trường là một quả đồi không có dân cư sinh sống, cây cối um tùm nằm cách trục đường chính khoảng 15 km chiếc giếng cạn mà Hoài đẩy bạn gái xuống bị bỏ hoang nhiều năm nay sâu hơn 10 m Khi tới chiếc giếng khơi miệng chỉ rộng chưa đầy 80cm, công an phát hiện chị Hương vẫn còn sống, cố kêu cứu với giọng yếu ớt. Ngay lập tức lực lượng chức năng cử người đi xuống giếng đưa chị Hương lên và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết chị Hương bị chấn thương nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn. Về phía Hoài, công an thị xã Sơn Tây đã thu hồi tăng vật, lập hồ sơ truy tố đối tượng, vẫn nhanh hoài trước pháp luật sự phận éo le của sát thủ. Sau 8 tháng xảy ra vụ án chấn động, ngày 1 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử Vẫn Anh Hoài. Theo lời Hoài do thất nghiệp, lại cần tiền để sang Trung Quốc với mẹ nên Hoài đã nảy sinh ý định cướp xe. Và đối tượng để cướp đầu tiên mà Hoài nghĩ không ai khác chính là người yêu của mình. Tại phiên tòa, nhiều người tham dự đều cảm thấy tò mò trước cái tên rất đặc biệt của bị cáo. Vẫn anh Hoài, nhiều người dân hiếu kỳ thắc mắc không biết liệu có phải cha của Hoài họ vẫn hay không. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, thì người được gọi là cha của Hoài có tên Lương Mỹ Sơn. Tuy nhiên, đây chỉ là người cha hờ của Hoài. Khi Hoài được 10 tuổi, Lương Mỹ Sơn đã bỏ rơi hai mẹ con đi theo người đàn bà khác. Việc tại sao bị cáo lại mang họ tên không hề liên quan gì đến cha mình, có lẽ chỉ mẹ bị cáo mới hiểu được. Khi đặt tên con là Vẫn Anh Hoài, trong lòng người mẹ ắt hẳn có nhiều sóng gió. Cuộc đời của Vẫn Anh Hoài gặp nhiều bi kịch sau khi bị chồng hờ bỏ rơi mẹ hoài không dám về quê mà dắt díu con đi nơi khác thuê nhà sinh sống nhưng cuộc sống quá cực khổ nên vài năm sau hai mẹ con lại dắt díu nhau về quê ngoại ở cụm ba xã thọ lộc huyện phúc thọ hà nội tại đây mẹ hoài quyết định gửi lại cậu con trai cho họ hàng nuôi bỏ sang trung quốc tìm đường làm ăn tại mảnh đất mới này không bao lâu đó mẹ bị cáo bén duyên cùng người đàn ông và có với nhau hai người con Năm Hoài lên 2 tuổi, cậu bé hết sống ở nhà bác trai lại qua nhà bác gái. Gia đình các bác đều nghèo khó lại đông con, nên dĩ nhiên đứa cháu nhỏ là Hoài không được chăm sóc đầy đủ. Đến năm 9 tuổi, mẹ của Hoài đột ngột quay về đưa Hoài sang Trung Quốc. Chưa kịp vui mừng vì được sống cùng mẹ, Hoài đã trở thành cái gai trong mắt cha dượng. Hơn 7 năm trời sống trong sự khổ sở, Hoài chịu không nổi nên xin mẹ cho về Việt Nam. Quay về quê nhà, Hoài sống cùng gia đình bác gái. Sau một thời gian dài chỉ ở nhà chơi bời lêu lỏng vì chán nản, Hoài được bác xin cho làm thợ sơn bả tại khu vực du lịch làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội với mức công 110.000 đồng trên một ngày. Tới tháng 2 năm 2011, Hoài quen biết và hẹn hò với chị Hương. Đứng trước vành móng ngựa, Hoài cúi gằm mặt, thanh khẩn trả lời từng câu hỏi của hội đồng xét xử. Hoài lý nhí nói, vì bị cáo thương mẹ nên mới nảy sinh ý định cướp xe. Thực chất Hoài chỉ muốn mượn xe của bạn gái đem đi bán lấy tiền làm lộ phí đi thăm mẹ. Nhưng Hương cứ nặng nặc đòi Hoài cho đi cùng nên vừa đi Hoài vừa nghĩ ra cách đoạt bằng được chiếc xe. Việc người yêu không tử vong dưới giếng cũng nằm ngoài ý muốn của Hoài. 33 tiếng sống sót dưới chiếc giếng cạn là nỗi ám ảnh không bao giờ có thể quên được của cô gái trẻ. Tính đến ngày gây án, vẫn anh Hoài chưa đủ 18 tuổi, nên tổng hình phạt mà hắn phải chịu là 18 năm tù giam. Có mặt tại phiên tòa, cám cảnh vì hoàn cảnh của Hoài nên cha của bị hại ngoài việc không yêu cầu bồi thường còn cao thượng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cuộc đời của cậu thanh niên tuổi tin lẽ ra sẽ giống như bao đứa trẻ khác. Nếu cha Hoài không bỏ hai mẹ con đi và mẹ Hoài không vội vàng tìm cho mình bến bờ hạnh phúc mới, mặc con tự lớn như cành cây ngọn cỏ. Dù sống xa mẹ nhưng khi nghe tin mẹ nằm viện, tình mẫu tử đã thôi thúc. Hoài tìm cách sang nước bạn thăm mẹ mặc cho hắn phải lên kế hoạch đánh đổi mạng sống của người con gái mình yêu để thực hiện bằng được chữ hiếu. Nhiều người dự phiên tòa đều xót thương cho số phận éo le của gã thanh niên mới lớn. Hắn sẵn sàng vì chữ hiếu mà bất chấp việc ra tay tức đoạt đi tính mạng của người khác vì thiếu sự giáo dục uốn nắn từ người thân trong gia đình. Cuồng phim đen, cặp đôi nồi nào úp vùng nấy, ướp bà chủ quán cà phê trong thùng xốp đá. Thằng tay sát hại chị họ rồi giấu vào thùng xốp đá, cướp tài sản. Hung thủ thản nhiên tẩu thoát cùng người tình với bản chất lăng nhăng, ham chơi, lêu lỏng và cuồng phim đen, kẻ thù ác thản nhiên ra tay sát hại chị họ của mình. Bí ẩn bên trong thùng xốp Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2010, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại một quán cà phê nhỏ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là bà chủ quán cà phê H và T ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là một người phụ nữ xinh đẹp. Hàng ngày chị mở quán và có rất đông khách đến uống cà phê, chủ yếu là nam giới. Quán của chị là một trong những nơi bán hàng chạy nhất trong khu vực này. Thế nhưng đến một ngày người xung quanh thấy lạ là quán cà phê của bà chủ xinh đẹp đóng cửa im ỉm cả ngày. Đến cuối ngày hôm đó nhận thấy có điều bất thường, bà chủ nhà nơi nạn nhân thuê địa điểm mở quán đã báo với anh Dương Văn Mến là anh ruột của nạn nhân. Linh cảm thấy điều chẳng lành cộng với trước đó anh gọi điện nhiều lần cho em gái nhưng không liên lạc được. Cùng lúc này các chiến sĩ công an đã được thông báo và đã có mặt tại quán cà phê để nắm tình hình. Cả anh mến cùng lực lượng chức năng đã quyết định phá cửa vào quán. Trong nhà đồ đạc và tài sản của nạn nhân bao gồm chiếc xe máy vẫn còn nguyên không bị xáo trộn. Nhìn vào bên trong góc nhà, anh mến thấy nước chảy rỉ ra từ một tấm rèm phủ vạt gì đó. Vội vàng lật tấm rèm lên. Tất cả mọi người có mặt thấy bên dưới đó là một thùng xốp đậy nắp kín. Thùng xốp này được dùng để đựng đá lạnh. Khi anh mến mở nắp thùng ra, anh táo hỏa giật mình khi thấy trong đó là em gái đang được ướp bằng đá lạnh. Nạn nhân vẫn đang mặc trên mình bộ đồ ngủ. Tiến hành khám nghiệm pháp y, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy nạn nhân có một vết bầm, toàn bộ trang sức trên người chị cũng đã biến mất. Theo kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân là chị Dương Mộng Thúy, sinh năm 1986, quê quán Hậu Giang. Tại thời điểm phát hiện nạn nhân, nhân viên phục vụ của quán và em họ chị Thúy đều không có mặt. Án mạng lúc 1 giờ sáng. Qua khám nghiệm hiện trường kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định em họ nạn nhân cùng nhân viên của quán chính là nghi can sát hại chị hai đối tượng này lập tức được trinh sát truy tìm. Danh tính của hai đối tượng tình nghi lần lượt là Đào Văn Còn sinh năm 1984 quê quán Hậu Giang, tiếp viên của quán cà phê là Nguyễn Thị Bích Thủy sinh năm 1987 quê quán An Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, Đào Văn Còn là em cô cậu ruột với chị Thúy. Hắn vốn là một kẻ lêu lộng ham chơi ở địa phương và có tật cuồng phim đèn. Năm 2007, chị Thúy từ hậu giang lên thành phố Hồ Chí Minh thuê mặt bằng mở quán cà phê. Sau khi mở quán, chị Thúy thuê em họ là Đào Văn Còn lên làm bảo vệ với nhiệm vụ giữ xe và trông coi quán. Ngoài Còn và chị Thúy trong quán còn có Thủy là nhân viên phục vụ ở cùng. Trong thời gian làm việc tại đây, đúng như câu nói nồi nào úp bùng nấy, dần già giữa Còn và Thủy nảy sinh quan hệ yêu đương. Do Thủy từng có chồng và có con riêng nên Thúy cấm cản chuyện tình cảm giữa hai người. Dù vậy còn vẫn thường xuyên lén lút qua lại với người tình, buộc chị Thúy bắt Thủy phải lên gác ngủ chung với mình mỗi đêm. Còn từng nói với một người bạn rằng sẽ cùng Thủy dọn ra chỗ khác bởi chị Thúy không cho hai người cùng ở lại quán. Trong một lần hết tiền, con đã bán chiếc xe máy của mình để có tình phí. Vụ việc được chị Thúy thông báo về cho gia đình còn khiến hắn bị người nhà la mắng. Đêm ngày 9 tháng 9 năm 2010, Thúy và Thủy lên gác ngủ, còn mới đi lấy bia uống và với bản chất cuồng phim đen như một thói quen, hắn mở điện thoại xem phim. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm 2010, khi những hình ảnh trong các bộ phim đen đã ngấm sâu vào đầu óc còn, hắn nổi cơn thèm muốn và mò sang phòng ngủ của chị Thúy. Lúc này cả chị Thúy và Thủy đã ngủ say. Một lúc sau còn lên gác kêu Thủy xuống phòng để yêu, nhưng ôm nhầm chị Thúy, bị chị la và đạp vào người, tức giận còn ra tay sát hại chị họ của mình. Lúc này Thủy mới tỉnh giấc, hốt hoảng chạy xuống dưới nhà ngồi. Do chưa hết men rượu nên còn ngủ tiếp, sau khi tỉnh rượu, gã em họ tàn bạo kéo chị Thúy bỏ vào trong thùng đựng đá hàng ngày. Sáng sớm, tên sát nhân đi mua thêm đá về để ướp lạnh. Được người yêu khuyên ra đầu thú nhưng còn không chịu, dọa sẽ tìm về quê sát hại đứa con riêng của cô nếu báo công an. Sau đó y đưa Thủy đi nhà nghỉ. Trước ngày hôm sau, còn trở về tháo hết đồ đạc tài sản, tiền mặt của chị Thúy cũng như tiếp thêm nước đá vào thùng. Chiếc chìa khóa cũng được còn phi tang. Chiều cùng ngày, cặp đôi nồi nào úp bung nấy bỏ trốn về quê Thủy ở An Giang. Tất cả tài sản gồm điện thoại, nữ trang và xe máy được đem đi bán và cầm cố cùng 500.000 đồng. Toàn bộ trang sức cướp được, hắn mang bán được 17 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, các trinh sát viên cũng được nhân chứng cung cấp một thông tin khá quan trọng. Nhân chứng này là xe ôm đứng gần quán HBT. Ông cho biết trưa ngày xác chị Thủy được phát hiện, ông thấy còn đi vào quán cà phê với vẻ lâm lét. Một lúc sau còn đi ra khỏi quán và từ đó không thấy quay lại. Cái kết cho đôi tình nhân ngay ngóng thông tin, còn và Thủy biết được tiến độ vụ án. Lúc này, cặp đôi nồi nào úp vung nấy tháo chạy ra đảo Phú Quốc để tiếp tục hú hí và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ trong 2 tháng để tránh sự truy lùng của cơ quan điều tra. Sau khi cơ quan công an phát lệnh truy nã Đào Văn Còn và Nguyễn Thị Bích Thủy, một người dân ở Phú Quốc đã phát hiện ra tung tích của hai kẻ chạy trốn và khuyên nhủ Còn ra đầu thú. Còn và Thủy lại tiếp tục chạy trốn, biết không thể thoát tội và cũng đã tiêu hết số tiền cướp được. Chiều 23 tháng 11 năm 2010, Đào Văn Còn cùng Nguyễn Thị Bích Thủy đã ra đầu thú. Ngày 28 tháng 2 năm 2012, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đào Văn Còn với tội danh sát hại người cướp tài sản. Nguyễn Thị Bích Thủy cũng bị truy tố về tội không tố giác và tiêu thụ tài sản phạm tội. Khai trước hội đồng xét xử còn thừa nhận mọi vi tội ác của mình. Trước đó, phiên tòa xét xử còn đã phải hoãn lại một lần để trả hồ sơ cho cơ quan điều tra nhằm điều tra làm rõ xem Thủy có giúp sức lấy mạng chị Thúy hay không sau quá trình điều tra cũng như tại tòa còn khai chỉ một mình sát hại chị thúy diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng quần tây cùng với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm còn tỏ ra bình thản ngay sau khi nhận án tử hình ngồi đối diện với tòa án đào văn còn nở nụ cười quỷ quái cùng ánh mắt của kẻ sát nhân không chút ăn năn trông hệt như một con quỷ đội lốt người về phía người tình của hắn là thủy à ngây ngô nói trước hội đồng xét xử nếu biết người yêu không được giảm án thì đã không khuyên ra đầu thú Phiên tòa kết thúc với bản án dành cho còn là tử hình. Thủy chịu mức 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm, 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng hình phạt chấp hành là 5 năm tù. Là người một nhà có quan hệ ruột thịt, nên thấy em họ không có công an việc làm, nên chị Thúy rủ lòng thương và nhận vào làm tại quán cà phê của chị. Vậy mà Đào Văn Còn lại trả môi trả miếng, chị mình bằng cái kết dã man như vậy. Khi nhận được tin liệu rằng bố mẹ hắn sẽ phải ăn nói với họ hàng ra sao đối diện với ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm láng giềng như thế nào. Riêng đối với Thủy, chắc chắn sau này đứa con của ả lớn lên và đọc được những tin tức về mẹ mình. Đứa trẻ đó sẽ có suy nghĩ gì? Át hẳn nó sẽ oán hận mẹ nó lắm. Những vết nhơ mà mẹ nó đã để lại không sao rửa hết được. Khép lại vụ án, coi trời bằng vung, cặp đôi nồi nào úp vung nấy, cuối cùng cũng phải trả giá đắt cho tội ác của mình. Con trai cưng sát hại nhân viên ngân hàng, cả họ thông đồng đào hố giấu trong bụi chuối. Một phiên tòa nhưng có tới 5 người bị tuyên án. Điều đặc biệt là tất cả những người này đều là thành viên trong một gia đình có quan hệ huyết thống với nhau. Và đây cũng chính là vụ án kinh hoàng nhất kiên giang trong năm 2012 liên quan đến việc con trai cưng đoạt mạng nhân viên ngân hàng, cả họ đào hố giấu trong bụi chuối. Nhân viên ngân hàng mất tích bí ẩn, theo cơ quan điều tra ngày 7 tháng 2 năm 2012, ông Huỳnh Văn Tia, ngụ tại Kiên Giang, đến công an trình báo việc con ông là Huỳnh Văn Giang bị mất tích. Như thường lệ mỗi sáng sớm anh Giang chạy xe máy đi thu tiền góp của khách hàng tại khu vực xảy ra vụ án. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày thì anh Giang không về nhà cũng như không đến cơ quan nộp tiền thu được trong ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an và gia đình tìm kiếm nhưng không thấy. Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng phát hiện phía sau nhà sơn có một lõm đất bị đào xới. Bởi lớp đất bên trên, công an kéo lên một bao tải, bên trong chứa một đại thể. Qua biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 9 tháng 2 năm 2012, lực lượng công an phát hiện một nạn nhân giới tính nam được bỏ trong bao tải, trôn dưới đất phía sau nhà bà đoàn thị chín. Hiện trường là một bờ chuối nằm sát cánh đồng lúa, ít người lui tới. Vụ án xảy ra gây xôn xao dư luận, cả một vùng quê yên tĩnh. Qua xác định dấu vân tay, công an xác định đó chính là anh Giang. Nạn nhân được xác định có lý lịch như sau. Tên thật Huỳnh Văn Giang, sinh năm 1985, nghề nghiệp nhân viên một ngân hàng chi nhánh tại Hậu Giang. Xác định đây là vụ án hình sự đoạt mạng người cướp tài sản, công an tiến hành sàng lọc những kẻ khả nghi và xác định Sơn có dấu hiệu phạm tội nên bắt khẩn cấp. Qua đấu tranh đến 1 giờ sáng ngày 10 tháng 2, Sơn thừa nhận hành vi đoạt mạng người của mình. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Võ Thạch Sơn, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 10 tháng 2 năm 2012, sau khi phát hiện nạn nhân một ngày. Thông tin về hung thủ, Thời điểm đó, Trung tá Trần Văn Liệu, Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa bắt khẩn cấp Võ Thạch Sơn là con trai cưng duy nhất của dòng họ Võ. Tên thật Võ Thạch Sơn, sinh năm 1989, quê quán thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo Trung tá Liệu, Sơn khai do không có tiền để đi học nghề hớt tóc nên khi thấy anh Giang đến nhà thu tiền lãi trả góp hàng ngày, Sơn này xin ý định đoạt mạng anh Giang để cướp tiền và xe. Lúc này Sơn bảo anh ngồi chơi chờ bố mẹ về. Nghe vậy anh Giang đậu xe trước nhà ngả lưng lên võng ở nhà bà chính, nằm đợi. Thấy người cán bộ ngân hàng cầm điện thoại bấm bấm không để ý đến xung quanh. Lợi dụng lúc anh Giang đang nằm võng chờ bà chín mẹ Sơn về. Sơn đã dùng búa gây án khiến anh ngã từ trên võng xuống giường và lăn xuống đất. Sơn tiếp tục xông tới dùng búa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ ra tay rất bình tĩnh, sau đó dắt chiếc xe máy mang biển kiểm soát 68F2-78XX của anh Giang vào nhà và lau toàn bộ vết huyết. Chưa yên tâm, Sơn dùng hai bao tải trùm đầu và chân nạn nhân lại, rồi khiêng ra miếng đất phía sau nhà đào đất chôn nạn nhân. Tinh tường Sơn vào lấy cặp ví ra các thứ giấy tờ còn lại của anh Giang đem đi giấu và múc nước lau rửa nhà lại một lần nữa. Chiều cùng ngày khoảng 14 giờ. Mẹ Sơn là bà Chính đi làm về thấy có nhiều dấu hiệu bất thường đã hỏi Sơn nhưng hắn che giấu. Bà Chính thấy nhà cửa ướt nhẹp liền hỏi con. Làm gì mà nhà ướt thế? Sơn trả lời mới lau nhà. Bà Chính nhìn có chiếc xe máy dựng trong nhà nên hỏi tiếp. Xe của ai vậy nè? Sao giống xe của thằng Giang ngân hàng quá? Sơn nói không phải xe của người ta gửi. Chiều đó bà Chính không mảy may nghi ngờ cũng không hỏi gì thêm. Bà Chính bắt xe đi tỉnh Vĩnh Long có công việc. Đến chừng 21 giờ đêm, Tâm lý kẻ sát nhân quá sợ hãi. Sơn đã điện thoại nói cho bà Chính biết mình đã đoạt mạng anh Giang. Đêm đó bà Chính dẫn con trai cưng đến ngủ nhờ một nhà người bạn. Sáng sớm hôm sau Sơn thức giấc lấy xe máy chạy lên tỉnh Đồng Nai để tìm gặp người bạn cũ tên Kim Sang đang làm ăn sinh sống ở đây. Sơn nói với Sang là đang cần bán xe. Hai người thống nhất với nhau. Sang lấy chiếc xe và đưa chiếc xe quay Trung Quốc của mình đang đi kèm theo 8 triệu đồng cho Sơn. Do Sang chưa có đủ tiền nên chỉ đưa trước được 6 triệu. Chiếc xe này sau đó được anh Sang đem đi cầm với giá 10 triệu đồng. Sáng ngày 9 tháng 2, Sơn gửi lại chiếc xe vừa trao đổi và quay về Hậu Giang. Bà Chính cũng về Hậu Giang ngay sau đó. Nhằm che giấu tội lỗi của con trai cưng, bà Chính đã điện thoại báo tin cho con gái là Võ Bé Huệ sinh năm 1987, lấy chồng tên là Trần Văn Hạnh cùng chú tại ấp An Thọ, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Bảo về nhà gấp có chuyện cần nói, Nghe điện thoại của mẹ bé Huệ kêu chồng chở mình và hai đứa con về nhà ngoại. Về nhà sớm nên chưa gặp ai, Huệ bảo chồng đến nhà võ bé Gấm sinh năm 1995, em ruột của Huệ ở nhà gần đó, chở Gấm đến chơi. Khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2012, bà chính về đến nơi thì thấy các con đến đông đủ liền kể lại việc Sơn đoạt mạng người cướp của cho mọi người nghe. Bé Huệ nghe xong ngất xỉu nên được chồng ẵm vợ vào nhà nghỉ ngơi bà chính vào theo thấy trên mái lá và vách tường còn dính nhiều vết màu nâu sẫm bốc mùi tanh của máu nên đã đưa tiền cho con rể bảo đi mua vôi bột về quét hạnh mua vôi bột về quét xong thì đúng lúc sơn về tới nhà để che giấu vụ việc bà chính kêu sơn và hạnh ra bứng chuối trồng trên khu đất nơi trôn anh giang mẹ sơn cùng các con đã quét vôi lại tường và sau đó anh rể của sơn đã đến nhà cùng sơn trồng chuối xung quanh khu vực chôn nạn nhân đốt các giấy tờ kèm theo để xóa dấu vết che mắt cơ quan chức năng tất cả tại bãi hết nhưng kẻ tổ ác đâu ngờ rằng chỉ chưa đầy nửa ngày kể từ khi trồng chuối xong lên khu đất vùi nạn nhân dưới những luồng chuối thì lực lượng chức năng đã ập đến và phát hiện ra dấu tích lệnh bắt khẩn cấp sơn được thực hiện ngay trong chiều ngày 9 tháng 2 năm 2012 võ thạch sơn bị khởi tố về hai tội danh riêng bà chính cùng hai người con gái con rể cũng đã bị khởi tố về tội danh che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm, theo các điều 313, 314 Bộ Luật hình sự. Vụ án mạng này được phát hiện đã gây chấn động dư luận nơi đây. Không ai là không bất ngờ căm phẫn trước hành vi ác độc của cả dòng họ này đã ra tay che giấu đi và thông đồng bao biện cho tiền sát nhân máu lạnh. Lưới trời lông lộng không che nổi ánh sáng của pháp luật. Kẻ ác nhân và cả dòng họ đang che giấu tội phạm đều phải chịu tội. Chúng ta liệu cho biết Sơn đã cướp của anh Giang 4,8 triệu đồng và một xe gắn máy, đem lên Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài. Chính vì thế, ngày 22 tháng 8 năm 2012, vụ án này đã được đưa ra xét xử lưu động tại sân vận động huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang, để tăng cường tính gian đe, giáo dục pháp luật đến người dân. Sáng ngày xét xử, rất đông người đã có mặt để chứng kiến kẻ thủ ác phải đền tội. Không chỉ có võ Thạch Sơn, mà có tới 4 người thân của sát thủ cũng lĩnh án vì không tố giác tội phạm. Ông Huỳnh Văn Thành, cha ruột và chị Xuân, vợ của anh Giang cũng đã có mặt theo giấy triệu tập của tòa án. Từ hôm biết tin con trai bị sát hại, ông Thành cứ như người mất hồn, không ăn không ngủ, tinh thần suy sụp. Gương mặt ông phờ phạc, đôi mắt trũng sâu đau đớn tột cùng, khiến những người tham dự phiên tòa không thể không cầm lòng. Mẹ anh Giang còn tệ hại hơn thế, bà liên tục ngất xỉu nên không thể tham dự phiên tòa. Ngồi ở một khu dành riêng cho các bị cáo, bà chính cùng hai người con gái mặt lúc nào cũng cúi gằm. Lâu lâu bà mới quay sang để hỏi chuyện các con. Thật khó ai có thể hiểu được tâm trạng của bà mẹ lúc này. Chỉ vì muốn giúp thằng con nghịch tử thoát tội, bà đã kéo cả gia đình vào vòng lao lý. Bên cạnh bà chính, chàng rể ngồi im lặng với khuôn mặt buồn so. Cách thật thà chân chất của anh nông dân quê gốc Kiên Giang này đã thể hiện ra ngay sau câu thẩm vấn đầu tiên của ông chủ tọa phiên tòa. Khi được hỏi vì sao biết em vợ đoạt mạng người mà bị cáo không báo cáo chính quyền báo cho người có chức trách biết hạnh hất hàm về phía mẹ vợ tại bà hết bà chính đỏ mặt cố lảng tránh cái nhìn trách móc của anh con rể khác với vẻ ngượng ngùng tủi hổ của mẹ cùng mấy anh chị em trong nhà võ thạch sơn tỏ vẻ lì lợm không chút ngượng ngùng trước ống kính của các phóng viên sơn vành vách khai một lèo những gì như kết luận điều tra đã nêu có thể Sơn đã đoán trước được kết cục không hay sẽ xảy ra với mình sau phiên tòa này nên cũng chẳng muốn chối tội. Hội đồng xét xử hỏi đại diện của người bị hại có đề nghị gì về khoản bồi thường và mức hình phạt đối với bị cáo sau khi vị đại diện của viện kiểm sát đọc lời luận tội. Ông Thành mắt đỏ hoe đứng dậy lắc đầu. Vị chủ tọa phải nhắc lại lần nữa, đề nghị của gia đình. Ông Thành phải cố gắng nén nỗi đau nói, tùy theo pháp luật xử lý, gia đình tôi không có đề nghị gì thêm. Tuy có một vài tình tiết giảm nhẹ, nhưng lần đầu phạm tội khai báo thành khẩn nhưng xét hành vi của Võ Thạch Sơn mất hết tính người, không thể cải tạo được nên cần thiết phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Tòa tuyên án tử hình đối với Võ Thạch Sơn. Mẹ, anh rể, chị và em ruột của bị cáo khi hay tin người thân phạm tội, đúng ra phải tố giác để cơ quan điều tra nhanh chóng phá án, trái lại bốn người này đã im lặng thậm chí còn tìm cách che giấu hành vi tội lỗi của Sơn nên cũng phải xử lý nghiêm. Án mạng xảy ra vào ngày 7 tháng 2 khi anh Huỳnh Văn Giang, 27 tuổi, là cán bộ của một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh ở Hậu Giang, đến nhà Sơn thu nợ. Do bà đoàn thị chính mẹ Sơn không có nhà nên anh Giang nằm võng chờ nhưng không ngờ đã bị Sơn sát hại bằng nhát búa. Gây án xong, Sơn đẩy xác nạn nhân vào bao rồi mang ra vườn sau nhà trôn để giấu. Sau đó hung thủ lấy xe của anh Giang với gần 5 triệu đồng cướp được chạy trốn lên Đồng Nai. Tối hôm đó, Sơn gọi điện thú nhận tội lỗi với mẹ, nhưng bà chính không khuyên con ra đầu thú mà gọi con rể là Trần Văn Hạnh, 26 tuổi. Chạy sang nhà bứng chuối trồng xung quanh nơi con trai phi tang và chôn nạn nhân. Với hành vi này, cả nhà hung thủ đã phải trả giá bằng bản án xứng đáng. Một võ thạch Sơn hung thủ vụ án tử hình. 2. Đoàn thị chính mẹ Sơn, 1 năm tù giam. 3. Trần Văn Hạnh, sinh năm 1986, con rể bà chính, 1 năm tù giam. 4. Võ bé Huệ, 25 tuổi, bị phạt 9 tháng tù. 5. Võ Bé Gấm, sinh năm 1995, lĩnh 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Sau khi xét xử sơ thẩm, Võ Thạch Sơn đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, diễn ra vào dịp cuối năm 2012, yêu cầu của Sơn đã bị bác bỏ. Võ Thạch Sơn bị tuyên y án tử hình. Chỉ vì muốn có tiền đi học nghề hớt tóc, Võ Thạch Sơn đã đăng tâm ra tay hạ sát người cán bộ ngân hàng để cướp tài sản không chỉ gây tội ác tài trời, Sơn còn khiến cả gia đình làm mẹ chị gái anh rể phải dính vào vòng lao lý. Với hành vi đoạt mạng người cướp tài sản máu lạnh, Võ Thạch Sơn đã bị hai cấp tòa tuyên án tử hình. Có các bạn có suy ngẫm gì về vụ án con trai cưng sát hại nhân viên ngân hàng, cả họ thông đồng đào hố giấu trong bụi chuối này hay không? Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.